Rồi, vậy thì đó là ba con đường oxy hóa gluco ở trong tế bào. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi con đường nó có một cái đặc điểm riêng. Đường đường phân thì là một con đường tổng hợp ra ATP sẽ ra ở trong tế bào chất của tế bào. Rồi nó gồm có hai pha và tổng hợp ra axit pyruvic, và nó là một trong những cái giai đoạn của con đường oxy hóa sinh học, giai đoạn đầu tiên. Rồi, con đường bento phốt phát thì đây là một cái con đường oxy hóa gluco thay thế, và nó chức năng của nó là không tổng hợp ATP nhưng mà nó lại tổng hợp ra các cái đường tribo để tổng hợp ra nucleotide, nó tổng hợp ra NADH, NADPH để cung cấp cho cái nguồn E trong rotam H cộng cho quá trình tổng hợp axit béo, tạo ra glutathione dạng khử để giải độc. Còn nước con đường axit uric thì xảy ra trong tế bào chất tế bào gan, không tổng hợp ATP nhưng mà nó tổng hợp ra một axit glucuronic để chức năng giải độc. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi con đường nó có những cái đặc tính riêng và nó có thể bổ sung cho nhau để nó giúp cho cơ thể chúng ta phát triển ổn định ha. Đó. Rồi. Đó là đối với con đường oxy hóa gluco. Vậy thì bây giờ ngược lại với con đường oxy hóa gluco, đó là quá trình tổng hợp gluco. Thì quá trình oxy hóa gluco với lại quá trình tổng hợp là hai quá trình ngược nhau. Đó, nó là hai quá trình ngược nhau, không có gì khác biệt cả. Và ở đây chúng ta sẽ lưu ý vì sao lại là tổng hợp với lại thoái hóa thì nó là hai quá trình ngược nhau. Hầu như là ở trong cơ thể chúng ta, hầu hết các cái con đường tổng hợp và thoái hóa một cách chắc thì nó khá là giống nhau, bởi vì nó là những cái con đường ngược nhau. Vì sao nó lại ngược? Vì hầu hết các phản ứng trong cơ thể chúng ta đều là những phản ứng thuận nghịch, hầu hết là thuận nghịch. Đó, nhưng mà nó cũng có những cái phản ứng không thuận nghịch mà chúng ta đã học hồi nãy, đó là phản ứng số 10 trong cái con đường đường phân. Nó sẽ cho chúng ta những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi. Bây giờ đối với quá trình tổng hợp thì khi mà các bạn muốn nói về quá trình tổng hợp gluco thì các bạn phải nắm được cái ý nghĩa của tổng hợp. Đó là gì? Hồi nãy mình có nói quá trình tổng hợp gluco đó là quá trình tổng hợp các phân tử gluco ở trong tế bào gan từ cái nguồn không phải là glucid. Đúng không? Ví dụ chúng ta có lipid và acetamin là những cái nguồn mà sẽ tổng hợp gluco. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi cơ thể chúng ta đói thì nó sẽ sử dụng những cái nguồn đó là acetamin, lipid để nó tổng hợp ngược trở lại thành gluco. Thì cái nghĩa của tổng hợp gluco là như vậy. Hay là người con ta còn gọi cái nội dung này là tăng tạo gluco, tùy theo giáo trình người ta sẽ ghi ha. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào cụ thể cái quá trình tổng hợp gluco để chúng ta hình dung luôn. Thì ở trên này tôi có một cái sơ đồ nó cũng khá là phức tạp. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, mình nhìn vào đây á, thì mình sẽ thấy được đây là quá trình thoái hóa, và hai quá trình thoái hóa và tổng hợp nó sẽ ngược nhau. Bây giờ mình để ý này, đây là từ gluco đúng không? Vậy thì gluco này nó sẽ được hoạt hóa để tạo thành gluco 6 phát, gluco 6 phát đồng phân hóa để tạo thành fructose 6 phát, fructose 6 phosphate sẽ bị hoạt hóa để tạo thành là fructose 16 biphosphate. Rồi fructose 16 biphosphate này bị cắt làm đôi để tạo thành là glyceraldehyde 3 phosphate và dihydroxyacetone phosphate. Đúng không? Đây là pha số 1. Rồi dihydroxyacetone phosphate sẽ đồng phân hóa để tạo thành glyceraldehyde 3 phosphate. Rồi glyceraldehyde 3 phosphate bị oxy hóa để tạo thành 13 biphosphate glycerat. 13 biphosphoglycerat tạo thành 3 phosphoglycerat, tạo thành 2 phosphoglycerat, tạo thành phosphoenone pyruvate. Rồi sau đó cái phosphoenone pyruvate này nó sẽ tiếp tục tạo thành pyruvate. Đó, vậy thì chúng ta thấy đây là phản ứng không thuận nghịch, phản ứng số 10. Đó. Tất cả những phản ứng còn lại trên này chúng ta đều là thuận nghịch. Đúng chưa? Đó. Rồi, mình để ý nè. Dihydroxyacetone phosphate đúng không? Cái sản phẩm của cái pha số 1 này, ngoài cái việc nó đồng phân hóa để tạo thành glyceraldehyde 3 phosphat thì nó có thể được khử để tạo thành glycerol 3 phosphat. Yeah. Và từ glycerol 3 phosphat này nó dùng để tổng hợp ra glycerol và tổng hợp đến lipid. Đó, nó kết hợp với axit béo thì nó sẽ tổng hợp thành triglyceride để dự trữ. Đó. Thì cái đó mình phải lưu ý ha. Tức là từ dihydroxyacetone phosphate sẽ là cái mà nó tổng hợp ra glycerol 3 phát để tổng hợp những triglyceride để dự trữ trong các mô mỡ đó. Rồi pyruvate, tôi nói tiếp này, từ pyruvate này này ha, từ pyruvate này nó đi vào thi thể, thì cái vòng này người ta vẽ vòng vàng này, đây chính là ở trong thi thể đó, phần ở trong này là thi thể. Pyruvate này sẽ đi vào trong thi thể, vậy thì khi pyruvate đi vào thi thể thì nó sẽ được oxy hóa tiếp để tạo thành acetylcholine,
rồi astingojima tạo thành citrate rồi đi vào chu trình rep, đúng không? TCA là chu trình rep đó, được chưa? Đó thì đó là một cái mà ta lưu ý. Rồi sau đó là nó tạo ra NADH và FDH2 mà vận chuyển vào chuỗi tế bào để tổng hợp ra ATP. Đó là các con đường oxy hóa gluco theo con đường hóa hiếu khí. Rồi bây giờ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì để tổng hợp gluco thì đi ngược lại con đường này, nó ngược lại đó, thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể những cái ngược của nó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta có cái nguồn tổng hợp gluco, chúng ta có mấy nguồn thì chúng ta sẽ lưu ý những nguồn nào này. Thứ nhất là lactase đó, thì hồi nãy mình đã học á, nếu mà ở trong tế bào cơ hoạt động gắng sức và ở trong tế bào hồng cầu thì từ pyruvate này nó sẽ tạo ra lactase, được chưa? Và lactase này nó sẽ được vận chuyển về gan, vậy thì gluco được tổng hợp ở tế bào gan đó. Vậy thì nó được vận chuyển tế bào gan thì tại tế bào gan lactase này này nó sẽ phản ứng ngược trở lại, tức là nó sẽ ra phản ứng khử đó. Từ pyruvate này ra lactase là phản ứng siêu hóa thì nó sẽ tạo ra phản ứng khử ngược lại. Từ từ pyruvate này tạo ra lactase là phản ứng khử ha, còn từ lactase đi ngược trở lại là phản ứng oxy hóa, nhầm. Rồi từ lactase này bị oxy hóa thì tạo thành pyruvate, nhưng mình sẽ lưu ý nè, pyruvate này sẽ không biến đổi ngược trở lại thành phosphoenolpyruvate. Bởi vì sao? Bởi vì phản ứng số 10 này là phản ứng gì? Phản ứng thuận, không có nghịch. Nên vì thế để mà từ pyruvate này mà biến đổi ngược trở lại thành phosphoenolpyruvate nó phải đi một đường vòng. Đó, vòng như thế nào? Thì pyruvate này nè, nó đi vào trong thi thể kết hợp với CO2, và khi nó kết hợp với CO2 thì nó sẽ tạo thành cái chất có tên là oxaloacetat, là một chất trung gian của con đường chu trình TCA. Rồi oxaloacetat này sẽ biến đổi thành malat, đó đi ngược lại. Rồi malat này mới được vận chuyển ra ngoài ti thể đó, rồi khi nó ra ngoài ti thể thì nó sẽ tạo ngược trở lại thành oxaloacetat, rồi oxaloacetat này nó mới biến đổi trở thành phosphoenolpyruvate, rồi sau đó nó đi ngược trở lại để tổng hợp ra phân tử gluco. Rồi phân tử gluco này sau khi nó tổng hợp ngược trở lại thì nó sẽ giải phóng vào trong máu đó, và đi về các tế bào để cung cấp nguồn năng lượng cho tế bào. Rồi thì đó là cái nguồn thứ nhất là lactase. Cái nguồn thứ hai đó là axit amin. Thì ở đây chúng ta có những axit amin nào? Ví dụ ở đây chúng ta nó có khá là nhiều axit amin, sau này chúng ta sẽ học nhiều axit amin lắm, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ đưa ra một số ví dụ thôi. Alanin, đây tôi không có khoanh tròn ha, alanin, và cái tiếp theo đó là một số axit amin, ví dụ như là chúng ta có glutamate, glutamine, aspartic asparagine, được chưa? Thì những cái axit amin này nó sẽ biến đổi trở lại thành, ví dụ như chúng ta nói axit amin alanin trước, alanin này nó sẽ tạo trở lại thành pyruvate, và nó cũng đi theo giống cái con đường của lactate để tổng hợp trở lại thành gluco, đúng không? Còn cái các axit amin này nó sẽ tạo thành chất trung gian của chu trình rep, rồi sau đó nó đi ngược trở lại theo chu trình rep để tổng hợp ra oxaloacetat, tổng hợp ra malat, rồi sau đó vận chuyển ra bên ngoài và tổng hợp trở lại thành gluco. Đó, vậy chúng ta thấy từ axit amin nó sẽ tổng hợp trở lại thành gluco được. Rồi một cái nguồn thứ ba đó chính là gì? Đó chính là glycerol từ quá trình thủy phân của lipid ở trong mô mỡ. Chúng ta thấy rằng là triglyceride ở trong mô mỡ nó được thủy phân bởi enzyme lipase để tạo thành axit béo, ở đây axit béo đây đó, và glycerol. Nhưng mà hồi nãy mình đã học ở trong quá trình tăng tạo gluco á, tức là nguồn nội sinh á, thì chúng ta thấy rằng là lipid thì cái nguồn mà tổng hợp ra gluco thì chỉ có glycerol thôi. Rồi thì mình sẽ để ý nè, glycerol này nó sẽ đi ngược trở lại để hoạt hóa để tạo thành glycerol 3-phosphate, thì cái này nó cũng được chuyển hóa tại gan, glycerol được vận chuyển về gan để chuyển hóa tạo thành gluco. Glycerol 3-phosphate, rồi glycerol 3-phosphate này sẽ tiếp tục tạo phản ứng oxy hóa thì nó sẽ tạo thành dihydroxy acetone phosphate đồng phân hóa, thì khi nó tạo ra hai cái thằng đường 3 này nó sẽ kết hợp trở lại thành đường 6 rồi quay trở lại tổng hợp thành gluco. Đó, thì đó là glycerol từ lipid tổng hợp thành gluco. Rồi, nhưng mà đối với axit béo thì nó không tổng hợp thành thành gluco. Đó, nó không tổng hợp thành gluco thì nó làm cách nào? Thì axit béo này sau khi nó được thủy phân ra thì nó vận chuyển vào ti thể
để oxy hóa thành acetin coenzyme. Rồi acetin coenzyme này nè, nó sẽ tổng hợp thành các thể keto ở tại gan đó, người ta gọi là thể keto, keto body là cái keto. Thể keto này nè nó mới vận chuyển vào trong máu, sau đó nó vận chuyển về các tế bào ngoại vi. Ví dụ chúng ta có tế bào cơ, tế bào thần kinh, thì các tế bào cơ, các tế bào thần kinh này nó mới biến đổi trở lại thành acetylcholine và đi vào chu trình các để tổng hợp ATP. Vậy thì chúng ta thấy thể keto này nó cũng đóng một cái vai trò là những cái nguồn năng lượng để tổng hợp ra ATP, nhưng mà ở các cái tế bào ngoại vi chứ không phải là tế bào gan. Được chưa? Thì cái thể keto này chuyển hóa, cái thể keto này thì ở trong cái chương chuyển hóa lipid chúng ta sẽ nói cụ thể về cái chương chuyển hóa lipid của nó. Được chưa? Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là quá trình tổng hợp glucose là như vậy. Đó. À, vậy thì chúng ta thấy là nó đi ngược lại với quá trình thoái hóa glucose. Thì bởi vì nó có một phản ứng số 10 là phản ứng mà không thuận nghịch, nên vì thế để mà nó đi ngược trở lại từ pyruvate đi ngược trở lại thì nó buộc phải đi đường vòng đó để tạo thành phosphine pyruvate.